Xin chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn cách vận hành máy cầu cước SMBL1360. Trước khi vận hành máy, chúng ta phải kiểm tra xem thử là nhám đã được căng hay chưa. Chúng ta dỡ nắp của trục 1 lên, như thế này thì nhám chưa được căng. Chúng ta ra phía sau của trục 1, ở đây có một công tắc, chúng ta gạt qua bên này. Thì ở đây nhám nó được căng lên. Trước khi vận hành máy, chúng ta phải kiểm tra xem là máy đã đủ áp hay chưa và có đúng pha hay không. Ở đây có một đèn báo. Và ngoài ra chúng ta cũng phải kiểm tra xung quanh máy xem có vật cản nào hay không. Sau đó chúng ta kiểm tra xem là có hơi để đè trục nhám chưa. Và ở phía sau tại đồng hồ này chúng ta kiểm tra xem có hơi để căng nhám hay chưa. Rồi, bật máy. Rồi, chúng ta chọn ngôn ngữ là tiếng Anh. Rồi, ở màn hình chính để máy chạy chúng ta bật auto start. Lúc này là để chúng ta khởi động băng tải, và đây là dừng băng tải. Với đây là tốc độ của băng tải chúng ta mong muốn. Lúc bên này là để khởi động trục 1 và nhám, và đây là để dừng trục 1 và nhám, và đây là để chỉnh tốc độ và nhám mà chúng ta mong muốn. Ở đây là để khởi động trục thứ hai chà đĩa, và đây là dừng, và đây là con lắc lắc trục hai đĩa. Đây là khởi động trục một cào cước, dừng trục một cào cước, khởi động trục hai cào cước và dừng trục hai cào cước, khởi động trục ba đánh bóng, dừng trục ba đánh bóng, khởi động trục 4 đánh bóng và dừng trục 4 đánh bóng. Những cụm bên này là để thổi bụi. Trước tiên chúng ta sẽ đo chiều dày của phôi. Đây là 12.5. Sau đó chúng ta sẽ xét cái độ cao của trục với bề mặt bằng những lúc này. Chúng ta xét độ nông sâu tùy theo ý muốn của chúng ta. Rồi, sau đó chúng ta ra phía trước để bật vận hành máy. Tương tự với trục 1, chúng ta cũng đo kích thước của phôi rồi rồi nâng hạ các trục 2, 3, 4, 5, 6 và chúng ta khởi động máy thực hiện. Đây là khởi động trục 2 và lắc trục 2. Rồi chúng ta cho chạy băng tải.